Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Mời mọi người ăn trưa với Vân ha. Hôm nay Vân ăn trưa với canh măng hâm sương, bún bí đỏ với ngon bí sao tỏi. Vân ăn đơn giản vậy thôi. Vân mời mọi người ha. Trong này vẫn nước mắm vẫn làm chua ngọt mà cay lắm, đỏ rực luôn. Vẫn lấy cái mắm này hơi nhỏ. Với nơi mắm khô này, mẹ vẫn gửi ngoài quê bố. Rồi mắm khô ăn với ớt hoặc là mắm tươi, ăn ớt cay lắm. Mắng giống kỳ ớt hay sao ha? Vẫn này mỗi lần vẫn ăn mắng với ớt là cay lắm. Bánh chuối về cái gian tranh dây bánh quay bóng bị sao ngọt kìa mọi người. Bánh trà vẫn không bỏ bột ngọt đâu, vẫn chỉ bỏ một chút xíu cho nó thôi. Mua là mua ruồi, ở đâu ruồi ghế thật ạ. Vẫn mắng khổ vẫn không hay mua đâu, ở cho nó ngoài nhà mẹ vẫn hay gửi phố để ở ngoài nhà vẫn chủ quen biết đó. họ làm mình biết được các nguồn gốc á, nên mua con không họ ấy thuốc cho mắng vàng đẹp lắm. Cái bên hải cái ớt phải rủ trong sau lưng mình nữa. Cô vẫn trao một chảo bư luôn. Vào giờ trông được bí đỏ ngon quá trời ngon với cái bông. Ngày nào cũng có, hôm nay vẫn đấy, lúc sáng mưa nên vẫn không ra hại, chứ lúc sáng vẫn cũng thấy có nở đó. Vừa được ngay cả mà trả. Anh mắng chứ mắng mọi người. Dây cuối. Mình ăn rau nhiều á, nào thích cái nhất là mấy cái rau này ngọt á, thì sao tỏi lên mình vẫn ăn hết cả đĩa.
cành dây bên nó chín quất rồi đó. Chín mà chưa hại. Đùa hơi trơn thì vẫn rửa tay sạch sẽ rồi vẫn cầm luôn. Ớt Việt Vũ tả nghe hơi nhậu. Ở vùng Lâm Đông này trông chú chú dễ mọi người. Vẫn quăng cái quả xuống xong lên lên thì vẫn ăn chế chán cái ngọn này xong vẫn nhổ bỏ con sót cái rễ lại lên tiếp. Vẫn trồng vẫn không bỏ phân. Không chưa hết. Mà mãi nhờ khí hậu. Đất cho vẫn mới đẹp nữa thì trồng tốt lắm á, mà đất nó xấu. Đất xấu mà trồng cũng đẹp mớ. Trồng chanh dây vẫn vun gốc rồi vẫn bỏ phân đúng có một lần đó. Mà qua đây cái chanh dây mà làm nước mắm đó mọi người thơm màu vàng ươm mà thơm ngon lắm. Hồi vẫn toàn làm bò chanh không à, mà vẫn mới thử bò chanh dây á. Nhà mình đang con cua cọ hàng xóm đó, hàng cua cọ bên vườn đang sau lưng vườn á.
vẫn quay ảnh như này thì vẫn không cắt ghép nên hơi dài mọi người thông cảm ha. Tại vì quay mà cắt rau ở vườn á thì vẫn đang còn cắt ghép, còn cái này vẫn quay một mạch luôn thì vẫn không cắt ghép gì hết. Măng khô này mà xào xào miến á ngon. Ăn cái ngon bị đỏ rồi là bông bí ngọt, xong ăn vô cái măng này thì là lạt. Cái này ngọt giống như kiểu là mình nếm chút xíu đường vậy đó. Mà vẫn không bỏ đâu, vẫn chỉ bỏ chút xíu hạt nếm thôi. Bột ngọt vẫn cũng không bỏ luôn, vẫn ít ăn bột ngọt lắm. Cái này mà luộc lên mà có cà chua ha, chân lên không chậm, trời tuyệt vời. Nhưng mà trên chỗ vẫn ở không có bàn cả đó. Cả rồi về Châu Đốc thì hồi trước mà trong bên hay đi chua về Châu Đốc á, chua ba vậy á, chua gì này? Phải chua ba không biết, chua ở về Châu Đốc á, rồi khi nào vẫn cũng gửi mua ăn. Cả là mới đâu ăn chưa quen thì mặn nhưng mà vẫn để chút xíu hụt vẫn ăn vậy đó. Rồi gừng, ớt cay, tiêu, đường, thêm chút xíu nước, trứng lên. Rồi chấm rau đà luôn, mà trời mưa ăn mấy cái món đó. Giờ thèm chiều ấy. Ở đây bạn cá kiểu là ở trên vùng này á thì họ không lấy mấy cái cá đâu với bạn, mà bạn cá linh á vẫn ăn vẫn nghe mùi rồi là hôi gì khó ăn lắm. Cái đầu với vẫn nấu lờ mà vẫn nghe mùi có chịu. Vẫn thích ăn khô cá sặc này, khô cá đu này, rồi khô cá lóc vẫn không thích ăn, rồi khô cá lá, cá ba sa, rồi là cá dứa, rồi mấy cái khô đó chiên lên mặn nhưng mà ăn với cơm. Nhà có nhưng mà không dám làm không đưa ra đấy nuôi nhiều. Nhà vẫn có khô cả dứa với cả đu mà vẫn phải phim không dám đưa ra ngoài vườn, nuôi nhiều lắm, cả buồn hay mua nuôi á. Ngoài quê vẫn không có những cái cá đó, ai có cá mắm ở bên đó. Mùa đông thường mùa đông hay có, chứ bữa trong này ấy vẫn tự làm, vẫn mua cá nục á, xong rồi về vẫn bỏ muối vẫn ướp, nếu mà muốn mặn ít vẫn ướp ngày, còn không vẫn ướp 2 ngày, có đợt vẫn ướp xong rồi vẫn không tủ lạnh, không có chỗ để nữa, để 1 tuần rồi mặn chát luôn, nhưng mà vẫn chiên lên, không vẫn khó bỏ thêm đường vô, rồi bỏ là gừng vô, khổ tuyệt vời. Ăn cái thử thì ra ngon.
Cái mầm cà lóc vẫn cũng thích ăn, tại vẫn không thích ăn cà lóc gì. Nhiều lúc nấu nấu canh cà lóc vậy chứ thì cho mẹ ăn. Anh chồng vẫn thì hay thích ăn gì đó. Tại hồi xưa vẫn ăn xong rồi vẫn sợ. Có bầu ăn xong rồi sợ. Cũng thấy là có bầu mà lâu rồi mà. Lúc cái bệnh của sợ mai á. Rồi một điều đó bự cho bà mà vẫn ăn. Nữa đi. Vẫn ăn hơi chậm đi, quay hơi dài mà coi cảm vẫn ha. Em muốn ăn nhanh hơn không nhanh được. Rồi. Canh này vẫn không có bỏ hành lá. Anh thường thường bún làm là bún măng vịt hoặc là bún ấy thì vẫn bỏ hành vô, nhưng mà canh canh măng vẫn không dám bỏ. Anh hơi sắc người chút. Mấy cái rau này khó gấp. Năm nay lâm đông nóng ghế mọi người. Mà năm không nóng như này không? Năm nay nóng lắm. Vẫn mới ở năm nay năm thứ hai thôi nhưng mà năm ngoái không nóng như này. Năm nay nóng. Năm nay nóng mà mới sớm. Hai người quay giờ buổi trưa bắt đầu. Hôm qua đây vẫn cắt được nhiều. Vẫn làm mất hơn tiếng đồng hồ mà xong mà một rổ bư luôn. Vẫn sao hết luôn. Có nhiều cây của vẫn lắm. Ra trại cách đây mấy tháng rồi xong khi vẫn ra vẫn cuốc cỏ làm cỏ cuốc còn đúng cái gốc không rồi mà lên mầm tiếp mọi người, lên mầm xong rồi là chưa là ra quả tiếp rồi ra được mấy quả, ra thì nhiều nhưng mà kiểu rôi vang chấm á, đâu được có mấy quả mà bắt đầu ra. Cái loài này ngon cực kỳ ngon luôn. Còn cái loài mà loài dai á thì ăn không ngon. Nói chung ăn được không có thì ăn thì ăn được cái chứ con không có dẻo mấy. Con loài to lắm, ăn vừa dẻo vừa ngọt. Vẫn sao còn lần cả măng tây luôn. Hôm qua vẫn đã hái ngoài vườn được 4-5 cây ấy. Cái gì cũng vậy thôi mọi người. Mình hái xong mình cha liền á. Hoặc là mình hái xong mình bỏ tủ lạnh ngay mà. Cách một ngày sao ăn vẫn ngọt. Nhưng mà sao đã mua ngoài trời về đã sao ăn lại không ngọt được về. Vẫn không hiểu luôn á. Thank you.
Mẹ đưa cao lên đây, bên ảnh con tới mà. Thì video cũng hơi dài rồi, thì Vân xin kết thúc video đây. Vân cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã có hết video của Vân. Mọi người yêu mến kênh Vân thì cho Vân xin một like, một đăng ký kênh ủng hộ Vân. Vân cảm ơn cô chú anh chị và các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại mọi người video sau.